Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà sexy dữ vậy nè? Trời ơi trời, chết tôi rồi. Con nhỏ nó tặng cái gì mà sexy dữ vậy nè? Tên tên. Trời ơi, là cái đầm ngủ sexy. Trời ơi, con nó hở vậy nè. Có bao giờ tôi bận đầm hở như thế này không? Con nhỏ nó mong muốn tôi là ngày càng sexy chứ để tôi đàn ông quá hay gì vậy trời. Đây là một cái đầm ngủ chấn động. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nhận một cái đầm ngủ sexy như thế này. Đây là một cái đầm ngủ sexy. Ý con nhỏ muốn mình á, là bánh bèo hơn chứ mà không muốn mình đàn ông hơn. Hello, xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hồ Trâm Official. Hai ngày sinh nhật trôi qua rồi và bây giờ Trâm mới có thời gian để mà đọc hộp những món quà mà các quý khán giả cũng như là các bạn fan yêu mến mình đã tặng. Trời ơi, hú hồn nhận, tưởng đây là một cái tivi không á. Tưởng đây là một cái tivi không đó trời. Năm nay fan của mình chơi lớn quá rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ từng món quà ra trước nha. Mấy cái món quà to to này mình coi thử có phải là cái tivi không nha mọi người. Ui da, nhìn nhà là chắc không phải tivi rồi. Trời ơi, cái gì đây? Đây sẽ là cái gì? Đây là một bức tranh à. Chị đã kéo đọc xuống một đường hả? Trời ơi, cứng quá. Trời ơi, cầu kỳ quá, bự quá vậy. Wow, đây là cái gì đây à? Tên. Đúng, mọi người, đây là gì đây? Là một bức hình. Để coi bức hình này nó như thế nào nha. Wow, này tự vẽ luôn á. Bức quà này, món quà này của bé Bình nè. Wow, công kỳ công quá. Này là bé tự vẽ luôn á mọi người. Đẹp quá ha, giỏi dữ trời. Cảm ơn bé Bình nhiều nha. Trời ơi, nó to hơn tôi luôn á. Đây, đẹp không? Đây, đây là bé tự tay vẽ luôn nha. Đó, đây là một bức hình. Đó, đây là vẽ bán con nhỏ trong đây, nó còn nó bánh bèo hơn tôi nữa. Tôi đúng không? Men hơn. Rồi, xong. Đây là một bức tranh tự tay của bé Bình vẽ nè. Rồi, tưởng làm tưởng tivi, tưởng tivi Samsung chứ. Ai ngờ đâu là một bức tranh. Và đây, lại tiếp là một bức tranh treo tường nữa. Và bức tranh treo tường này là của chị Vương này đúng không ta? Đó. Wow, chị nói là muốn tặng cho Trâm để mà treo lên nhà cho đẹp. Và con cá chép biểu tượng cho sự may mắn này nữa nè. Là cột là cái chữ. Từ từ. Đây mới đúng nè mọi người. Đó, Lý Vương, Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đây là bức tranh con cá chép. Đó, sự may mắn nè. Trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị gửi lên cho em. Cực quá, cực luôn á. Rồi, tiếp tục nè. Còn nữa nha, vẫn còn tranh nha mọi người. Đây, đây là một cô bé ở dưới, ở dưới Đồng Nai đem lên. Đây ạ. À, Happy Birthday nè. Hai bà này chạy từ Đồng Nai chạy lên nè để mà gửi cho mình một cái bức tranh hình mình ha. Trời ơi, nhà mình chắc mở ra cái sập tranh bán được luôn rồi đó. Chưa hết đâu. Đây, gửi chị Trâm cái này là tên. Này là, ui, này là Lam Lê gửi nè. Bé Lam Lê ở dưới miền Tây. Ôi ôi, mấy bé kỳ công quá. Vừa treo sắp khắp cái nhà luôn, hình mình không luôn. Đó giờ nhà của Trâm ít treo hình của Trâm lắm. Mấy bé coi live stream, mấy bé biết nhà mình không có tranh hay gì á. À, cái này là tự vẽ nè. Còn cái bức này là tự thiêu nè. Thiêu tay đó, ấy ra máy tính xong rồi thiêu tay đó. Còn cái bức tranh này thì mình không biết nữa. Nhưng mà đây, wow, quá đẹp luôn. Đó, chất đầy nhà luôn nha. Rồi, cảm ơn Lam Lê nè. À, đẹp quá mọi người.
rất đẹp luôn đó. Tân tặng chị Trâm Lam. Rồi tiếp tục sẽ là món quà gì của ai đây? Người nhận ngồi thì Bích Trâm Nguyễn Kim Khánh. Bé Khánh cũng đang là trưởng nhóm fan của mình. Thì mình coi đi bé Khánh nè. Tặng cái gì nha. Trời ơi, gì quà gì đó mọi người. Bé hồi tỉnh, cho nên là bé nào bé thấy món quà kỹ quá mấy bé ơi. Đây là của bé Khánh nha, trưởng nhóm FC nè. Rồi, quà luôn. Kỹ quá. Để coi bé Khánh hôm nay tặng cái gì đây mà bí mật bí hiểm lắm luôn á. Wow, một cái nón có tên chữ Bindo. Dễ thương về chưa đây. Nhưng mà tóc này không hợp rồi. À, chưa hết đâu nha, vẫn còn nữa nha. Đây là cái gì nữa đây? Trời ơi, cái gì mà bà cầu kỳ dữ vậy không biết nữa. Khổ ghê luôn á, ông mua hẳn một cái áo đó nè. Đây, biết Trâm rất là thích bằng áo thun. Trời ơi, là bướm bướm nè, một rừng bướm bướm luôn. Đây là quà của bé Nguyễn Kim Khánh, cảm ơn em. Chưa hết đâu còn nữa. Trời ơi, cái gì mà ngồi tận tay ghi từng cái trái tim vậy nè. Wow, dài quá rồi, giờ ngồi đọc hết nửa tiếng đồng hồ nè. Mới đây mà đã 2 năm em thích chị rồi. Lúc idol chị vào lúc ngày 28 tháng 10 năm 2018, ta nói lúc đó mê chị bất chấp thấy bất kỳ thông báo nào trên những trang mạng xã hội của chị, em bay vào xem liền, comment lia lịa, sợ người ta cồm trước nữa chứ, không bỏ sót một cái livestream nào của chị. Tóm gọn còn nhiều lắm mà viết không hết. Rồi, cái gì đây? Sinh nhật chị không biết chúc gì hơn, mong tuổi 30 này của chị gặt hái được nhiều thành công trong công việc, được nhận nhiều show và phim nè, ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Mong một ngày nào đó sẽ được gặp chị. Em không biết đến lúc nào mới được gặp chị, nhưng em sẽ cố gắng để được gặp chị trong một ngày sớm nhất. Dù chữ em hơi xấu nhưng chị ráng đọc nha. I love you idol lòng em, Khánh Cute Hột Me. Đây là của Nguyễn Kim Khánh nha. Hồi Bích Trâm nè, ngồi vẽ từng cái trái tim đây nè. Trời ơi, cảm ơn em. Cảm ơn em, món quà rất là dễ thương. Rồi, cảm ơn bé Khánh nha. Rồi, mình sẽ giữ cái tấm thiệp này. Bây giờ tới cái món quà tiếp theo của ai đây ta? Đây đi. Mấy cái thùng thùng này mình sẽ khui trước. Đây. Món quà này bây giờ nó mất tên đâu, mất tiêu rồi. À đây, 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 đây. Quà này là của Ngoài. Trời ơi, không để tên giờ không biết của ai luôn nè. Nhận nhiều quá giờ cũng không biết nhớ của ai luôn á trời. Xin lỗi em nha, chị không nhớ luôn á. Chết rồi. Tội nghiệp con bé không. Không ghi tên nữa chứ. Có số điện thoại trên đây, một hồi nữa mình sẽ gọi điện. À, của bé Ngân. Bé Thúy Ngân, chị nhớ rồi. Của Thúy Ngân. Trời ơi, tím riêm riêm riêm. Ôi, nếu mọi người đây là cái gì? Đó, Trâm rất thích đúng không? Chưa hết đâu nha. Đây là một con sâu Doraemon. Trời ơi, hai con rồi. Pokemon mà. Pokemon, lộn. Và tiếp theo đó là, bữa này là cái gì ta? Đùi gà. Cái này là cái đùi gà hả? Trời ơi trời, khổ ghê luôn á. Và có cả một cái thiệp nữa, cái này là của bé Thúy Ngân nha. Cảm ơn Thúy Ngân nè. Happy birthday. Trời ơi, kỳ công quá bé ơi. Ồ, Bích Trâm nè, có kèm theo một cái tấm hình nữa nè. Đó, thấy không? Dễ thương ghê luôn á. Rồi, đọc nha. Nhân dịp sinh nhật 4 tháng 12, 2020 của cô gái họ Hồ tên Trâm, người con hiếu thảo với gia đình, yêu quê hương và là cô gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất trong lòng mọi người. Chúc chị luôn thành công trong công việc, đặc biệt là phim Tết sắp tới sẽ được khán giả yêu mến và ủng hộ nhiệt tình. Cuối lời, chúc chị thật nhiều sức khỏe và càng ngày xinh đẹp chị nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thúy Ngân. Đây. Dễ thương quá. Cảm ơn Thúy Ngân rất là nhiều. Mấy cái thiệp này chị sẽ giữ lại nha. Mai mốt chị cho con chị đọc. Đây, món quà sinh nhật của em mua cái gì một lần mà ba con dữ vậy hả? Một con được rồi, chứ cho tốn tiền vậy không biết nữa. Khổ ghê luôn á. Trời ơi, cho ôm cái đùi gà ngủ với chị. Trời đó bụng gặm hả? Đó bụng là mình gặm phải không? Rồi, bây giờ tiếp theo. Còn nữa nha mọi người ơi. Đây.
Này là của chắc Lisa Chi quá à. Lisa Chi. Này là của Lisa Chi nè. Lisa Chi ở Bình Định. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Cục mơ. Đây là một con gấu bông. Đây, màu xanh của Lisa Chi nha. Này trong đây là kèm thêm một món quà. Trời ơi, bà còn dán băng keo nữa. Happy birthday. Đây là chuẩn bị từ lâu lắm luôn rồi nè. Ủa, cái này happy birthday rồi còn gì trong đây nữa nè. Để mình đọc thư coi. Đây. Nhân ngày sinh nhật của chị, em chúc chị hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng như thế nhé. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp, tiền vô như nước sông Đà và đặc biệt là sớm lấy chồng nha chị yêu. Rồi, đây của Lisa Chi đến từ Bình Định. Chưa hết đâu nha, còn có một món quà trong đây nữa, đây là một cái áo. Wow. Áo gì đây? Cái áo này có hình trăm luôn nè mọi người. Đây, cái áo này có hình trăm luôn nè, thấy không? Rồi. Cảm ơn bé Lisa Chi nha. Bây giờ mình tiếp tới món quà của người mấy bạn khác nữa nha, chứ để không là trễ giờ luôn á. Rồi, mình sẽ cho vô đây. Mấy cái này mình sẽ giữ lại hết, mình làm kỷ niệm. Áo nè. Rồi bây giờ tới quà của ai nữa đây ta? À, cái này là team. Cái này là của mấy bé fan năm bữa trước trong công hội mà team bảo vệ Hồ Bích Trâm á, thì cái này mình đã khui rồi. Nên mình không cần khui nữa nha, cái này là quà nha. Bây giờ cái này là của một bà chị nè. Của một bà chị Diệu. Coi tặng gì đây? Trời ơi, chị tặng cái gì vậy? Bikini. Trời ơi trời. Tặng bikini bông hoa. Đây nè, rồi tôi bận dịp nào đây? Đi biển nhưng mà chẳng biết khi nào bận bikini đó mọi người ơi. Nhưng mà bộ đồ rất là sặc sỡ luôn. Cảm ơn chị Diệu rất là nhiều. Rồi, tiếp theo sẽ là món quà của vợ Hải Băng. Hải Băng ca sĩ là hôm đó có đi sinh nhật của Trâm và gửi tặng cho Trâm một món quà. Cái này là mắt kính hả? Wow, tặng một cái mắt kính hiệu Gucci, siêu đẹp luôn nè. Đây, mắt kính hiệu Gucci, chết cha rồi, đẹp quá nè vợ ơi. Cảm ơn vợ Hải Băng rất là nhiều nha. Đây, ngồi luôn. Băng. Đó, đây là món quà của vợ Hải Băng nha. Hải Băng với Trâm là chơi với nhau cũng khá là lâu rồi, rất là thân và thường hay xưng hô với nhau là vợ chồng á. Thì đây là món quà của Hải Băng tặng cho mình, một cái mắt kính hiệu Gucci. Cảm ơn vợ Băng rất là nhiều. Đó, rồi. Tiếp theo sẽ là cái gì đây? Món quà này là của Mobifone. Mobifone nè, tại vì cái sim của Trâm là phim sim VIP á. Nên là gọi nhiều quá được VIP luôn. Đây, được tặng cho một cái bộ gọi là để mà đựng đồ gia vị. Đó là của Mobifone nha. Rồi tiếp theo là của chị. Cái này là của ai đây à? À, Happy Birthday của Spa Vian, Vian Beauty. Đó, Vian Beauty là của chị Bình. Đây, được tặng một cái gift voucher 2 triệu và chúc mừng, và lời chúc mừng nha. Cảm ơn VN Beauty cũng như là chị Thanh Bình rất là nhiều. Rồi, món quà này là của Bấm. Của bé Bấm. Của bé Tiên. Bé Tiên là con của cô Tám. Bữa trước có làm phụ Trâm bán hàng. Nhưng bữa nay bé nghỉ đi, bé đi học rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà sexy dữ vậy nè? Trời ơi trời, chết tôi rồi. Con nhỏ nó tặng cái gì mà sexy dữ vậy nè. Tên tên. Trời ơi, là cái đầm ngủ sexy. Trời ơi, con nó hở vậy nè. Có bao giờ tôi bận đầm hở như thế này không? Con nhỏ nó mong muốn tôi là ngày càng sexy chứ để tôi đàn ông quá hay gì vậy trời. Đây là một cái đầm ngủ chấn động. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nhận một cái đầm ngủ sexy như thế này. Đây là một cái đầm ngủ sexy. Ý con nhỏ muốn mình là bánh bèo hơn chứ mà không muốn mình đàn ông hơn. Rồi cảm ơn bé Bẩm rất là nhiều. Đây là món quà của bé Miên. Ghê chưa? Mình nhớ hết luôn á. Mình mở ra coi thử bà Miên hôm nay tặng gì nha. Trời ơi, xinh quá nè. Wow, lại là một đồ ngủ. Đây,
Rồi đồ ngủ đây của bé Miên tặng nè. Ủa quần đùi. Đây, trời ơi còn tặng thêm cho hai cái nút nữa, biết tại vì sao chăm bận đồ ngủ lúc nào cũng bị sức nút rồi trơn, nó tặng thêm cho hai cái nút nữa nè, chịu nổi không? Nào hết chưa? Ủa chưa hết nữa hả? À, hoa hồng hoa ơ rồi nữa nè. Trời ơi, cảm ơn bé Miên nha. Quà. À, quá nhiều quà luôn. Quà dễ thương không à, đặc biệt là cái bộ đồ ngủ. Rồi, tiếp theo sẽ là quà của chị Hoàng Trang Bùi. Wow, chị Hoàng Trang Bùi mắc cấp, thì chị Hoàng Trang Bùi là người mắc cấp cho trăm mấy năm rồi. Và đây là món quà của chị tặng ha. Cái này là cái gì ta, highlight hả? Cái này là highlight này, còn cái này là hộp màu. Mày coi tới bên trong là cái gì? À, là một cây son và một màu hộp má hồng. Đó, đây là của chị Hoàng Trang Bùi. Cảm ơn chị Hoàng Trang Bùi rất là nhiều. Này là không có thiệt nha. Rồi, tiếp theo cái này là của ai đây? Của Kiều, của bà nội quay phim. À, trời ơi, gì đây? Hộp phấn hả? Hộp phấn 25. Trời ơi, biết tôi xài hộp phấn mát 25 luôn mới ghê chứ. Đây, ai mượn vậy Kiều? Hả? Ai mượn đi mua vậy? Cho tốn tiền. Thử. Khổ ghê luôn á. Cảm ơn Kiều nha. Kiều lãnh lương ra cái Kiều đi mua liền. Dễ sợ. Dễ sợ thiệt. Vẫn còn mọi người nè. À, đây là món quà của cô giáo Hà. Của cô giáo Hà tặng cho Trâm. Chị Cẩm Hà mọi người còn gọi là cô giáo Hà. Cô giáo Hà tặng cho mình cái gì đây? Wow, một cái áo khoác rất là bụi bặm. Trời ơi, xinh quá. Mình rất là thích những cái kiểu mà tomboy như thế này. Rồi, chị Hà biết mình tomboy luôn. Tặng cho mình một cái áo rất là tomboy, rất là đẹp. Đây, màu rất là nhu nữa. Xinh ghê luôn mọi người. Đó, đây là cái áo của chị Cẩm Hà tặng cho mình nè. Tiếp theo, cái này là của công ty Oribe, là Trâm đang làm gương mặt đại diện ha. Đây là một cái thiệp nè. Đây, Happy Birthday Mr. Trâm, đại sứ thương hiệu Oribe. Đây, này là của Oribe. Đây là món quà gì đây? Giang. Ôi ôi, được tặng một chữ tài nè. Cái này là miếng vàng 24K, trọng lượng là một chỉ, sản xuất tại PNG. Đây, tặng cho chữ tài nha. Cảm ơn công ty Oribe cũng như là anh Vũ Cao Thăng cũng như là tất cả mọi người trong công ty đã yêu thương em, cho em làm gương mặt đại diện, và đặc biệt là tặng cho em một món quà thiết thực, một chỉ vàng luôn. Năm nay là một chỉ, chắc sang năm là một cây nha. Rồi, tiếp theo, cái này là đồ của chị Phụng tặng cho mình. Đây là một bộ đồ, không biết bộ đồ như thế nào nữa, của thương hiệu là Darling Diva. Tên, trời ơi, một bộ đầm màu đỏ thước tha, biết eo vừa không vậy ta? Nghi quá quá đi nè. Đây là một bộ đầm màu đỏ nha, eo rất là nhỏ luôn, chắc nghi không vừa quá trời. Đó, đây là size S. Đây là cái đầm màu đỏ nè, để một hồi nữa mình thử đó nha, coi đây vừa không nha. Cảm ơn chị Phụng rất là nhiều ạ. À, món quà này là của anh Trương nè. Trời ơi, anh Trương, trời ơi, anh Thanh Trương của mọi người gọi là anh Trương Ngơ á, anh Trương chơi với Đức Trinh Hài á. Trời ơi, xinh quá à. 38 luôn nè, vừa chân luôn. Trời ơi, còn tặng kèm tay một đôi vớ nữa. Ý nhắc nhở mình là mang giày phải mang vớ nha chưa. Trời ơi, anh Trương ơi, xinh quá nè anh Trương ơi. Màu tím luôn. Màu tím thủy chung nha. Cái này là của anh Trương tặng nè mọi người. Ồ, anh Trương dễ thương quá à. Đó, nhiều quà quá rồi. Bây giờ tiếp theo tới cái thùng này nãy trong cái khui ra rồi. Này là của bé Đài với lại bé Linh Linh nè. Trời ơi, tặng cho một đống me, chịu nổi không? Me nè, một bịch xoài. Trời ơi là trời, một bịch xoài non. Cái gì mà nó rụng tá lả trong đây rồi. Đây là nguyên một bịch xoài non và me luôn nha. Chưa hết đâu. Dưa hấu. Trời ơi, cam nhà. Đó, cái này là của cô gì ở nhà, cô hái ở nhà, cô gửi lên tặng nè, cho xoài nè. Đó, xoài và cam nè, một thùng luôn nè em. Quay một thùng đi. Đó, và đặc biệt là chưa hết đâu mọi người. Mọi người hãy hướng mắt xuống
phía dưới chân ghế sân khấu. Trời ơi, cái gì đây? Một bịch khoai lang 30 kg. Bà nói là 30 tuổi em tặng cho chị 30 kg khoai lang. Trời ơi, muốn xỉu luôn. Quý khán giả nào muốn ăn khoai lang thì nói em, em ship em chia bớt cho mọi người. Trời ơi, 30 kg khoai lang này chắc bà muốn mình giảm cân hay gì mà tặng nhiều dữ vậy trời. Ui, tiếp theo sẽ đồ là quà của anh Phương Hiếu MC. Wow, anh Phương Hiếu MC tặng cho mình một bộ phấn nước ô hui rất là đẹp luôn, màu rất là tươi. Mọi người thấy em đa phần là tặng quà màu đỏ không luôn á. Ôi, cái đầm này xinh quá à. Mà không biết chăm dừa không nữa. Hy vọng là dừa để cho chị vui, để mình bận thử nha. Coi nó có vừa hay không nha. Trời ơi, 30 kg khoai lang. Khủng khiếp. Quà quá trời quà luôn nè. Áo quần váy rồi đầy đủ luôn, bikini luôn. Nó đầm ngủ váy ngủ luôn. Còn món quà nào chưa cười nữa không ta? Đó trời đó. Và cảm ơn một chị giấu tên đã chuyển khoản ủng hộ cho Trâm, cũng như là phim Vương, phim sắp tới Trâm làm á, là chị ủng hộ cho 50 triệu. Một người chị thân thiết của mình á, cho mình 18 triệu. Và một anh giấu tên cũng lì xì cho mình 50 triệu. Wow, vậy là mình có tiền để làm phim Tết giờ mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn quý khán giả gần xa đã nhắn tin chúc mừng em. Đó, thì sinh nhật năm nay thì được một cái là vui, là có mẹ thương xuống, rồi có anh chị em trong gia đình cũng như là anh chị em đồng nghiệp thân thiết với nhau dự một buổi tiệc ấm cúng. Nhưng mà tiếc là không có mẹ Tính. Mẹ Tính là tại vì mẹ ở dưới quê mẹ không có đi được, chứ mẹ đi được thì càng vui. Chứ không phải là mình ở trên đây mình vui vẻ mà mình không mời mẹ Tính lên, không phải vậy đâu mọi người. Mà tại vì mẹ Tính công việc này kia cho nên mẹ Tính không có lên được. Thì thôi Tết mình về mình hội tụ với mẹ Tính sao nha. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, coi một cái clip khá dài như vậy. Cảm ơn. Bye bye.